Dạ anh đi. Ok, unmute. Rồi. Ok, bây giờ một số mấy anh chị mình xin phép được giới thiệu cái diễn giả ngày hôm nay. Ở đây là một cái chương trình online huấn luyện về leadership mình làm hàng tuần anh chị. Mình đang có một số những cái diễn giả rất quan trọng và rất nổi tiếng ở cả thế giới đó. Thì ở đây là một cái diễn đàn để mà có thể chia sẻ. Và hy vọng trong tương lai mấy chị ha, mình sẽ mời những người Việt Nam, những người như là ông Phạm Nhật Vượng hay là ông Đặng Lê Nguyên Vũ, những người nổi tiếng ở Việt Nam, trong cái đề tài đó là khát vọng Việt. Mấy chị, mình có ý định đó là mở cái chương trình này mỗi buổi tối ngày thứ bảy ở Việt Nam theo cái giờ 21 giờ, để giới thiệu mấy chị những cái gương mặt thành công mấy chị. Và trước hết đó thì mình có những cái khuôn mặt của những người nước ngoài đó. Thành ra hôm nay là để một cái chương trình đầu tiên, có thể nói là mở là một cái phát pháo mở màn cho nhiều cái chương trình trong thời gian sắp tới. Thì người hôm nay mấy chị đương nhiên là phải là người rất đặc biệt, thì đó mình mời để mà mở màn cái chương trình ngày hôm nay đó. Tên anh ta là Philip Chan, anh ta là người gốc Hồng Kông anh chị. Trước đây đó là làm nghề về thiết kế thời trang đó, nhưng mà cách đây khoảng chừng trên 20 năm anh chị, anh ta tìm tới cái cơ hội. Mình nghĩ là hình như là đâu khoảng chừng năm 1996 gì đó thì anh ta biết tới cái cơ hội với một cái công ty Nu Skin đó. Thì qua cái cơ hội này, anh ta bán tất cả những cái công ty của anh, mặc dù rất thành công anh chị, và trở thành một người triệu phú đô la. Và hiện nay đó, anh ta lãnh được trung bình đó là ít nhất là 10 triệu đô, và đó là thành viên 10 triệu đô trong một cái câu lạc bộ triệu phú của công ty này. Nhưng mà điều đặc biệt anh chị ha, điều đặc biệt mà mình muốn chia sẻ hôm nay đó là anh ta khám phá ra một cái phong cách sống anh chị, để giúp cho anh ta đạt được cái sự thành công trong một thời gian tương đối rất ngắn. Và cái cách đó để tỏ lòng biết ơn những cái điều mà anh ta học lại đó, thì anh ta tự nguyện với lòng mình đó là sẽ chia sẻ lại với người khác. Và đó là lý do tại sao hôm nay mình có mặt của một người diễn giả tên là Philip Chan đó. Và đây là một vài cái ý trước này để mình mong là một số anh chị nắm anh chị ha. Cái đề tài ngày hôm nay đó là cái phong cách sống thứ năm. Thiệt ra anh ta tổ chức những cái buổi diễn thuyết anh chị, cái đề tài đó là Philosophy of Success, tức là triết lý của sự thành công đó. Và thường đó thì những cái buổi như vậy thì lấy tiền, nhưng mà hôm nay mới vậy ha, vì mình có một cái ân tình với lại anh Philip Chan đó, thành ra mình mời anh tham dự ngày hôm nay, đương nhiên là có miễn phí, đặc biệt là cho cộng đồng người Việt Nam mình khắp mọi nơi trên thế giới. Thành ra cái tie file là gì mấy anh chị, mình một số mấy anh chị, nếu mấy anh chị mong muốn là có một cái sự tự do về tài chính, về thời gian, về sức khỏe, về hạnh phúc và đồng thời phong cách sống anh chị ha. Và đặc biệt mấy anh chị, làm sao mà có thể mấy anh chị đạt được cái sự tự do đó trong vòng 15 tháng. Thì mình mong là một số mấy anh chị lấy giấy bút ở trước mặt mấy anh chị, và cái bút đó mấy anh chị sẽ có thể ghi chép. Và đồng thời mấy anh chị lắng nghe cái chương trình này mấy anh chị. Đương nhiên đó, thì cái chương trình này nó không phải là bữa nay thôi, nhưng mà trong vòng 1 tiếng đồng hồ tới sau khi kết thúc mấy anh chị, nó bắt đầu một cái cuộc hành trình rất dài. Mấy anh chị cần một cái phương tiện để có thể đạt được những cái điều mà anh Philip Chan chia sẻ ngày hôm nay. Mình mong anh chị có thể nói chuyện với cái người mời anh chị vào chương trình này để có thể tìm hiểu thêm mình. Thành ra để không muốn mấy anh chị chờ lâu đó, thì mình xin giới thiệu mấy anh chị Team Elite Platinum Philip Chan, thành viên câu lạc bộ 10 triệu đô và đồng thời là tác giả của một cái gọi là triết lý thành công, hay là cũng như là triết lý sống đó. Mấy anh chị cho một tràng pháo tay cho Philip Chan ha. Giờ không nghe đó, nhưng mà mấy anh em mình cứ vỗ tay đi. Ok Philip. It's my turn, Tien. Go ahead. Okay, all right. Hi, everybody. Good morning. Good morning, everybody. Yeah. On 7 o'clock in the morning. I appreciate your... Today. What about the translation? It's like I can keep talking and... Or so I should stop? Yeah. No, you keep talking. Is that right? Oh, I see. There is a spontaneous translation right now in Vietnamese. Right. Oh, so cool. I think we have to use this function, you know. Okay, very good. So I can start, Tien? Can I start? Yeah, go ahead. I already introduced you. Okay. And may I ask one more question? You want me to talk 60 minutes or you want me to talk 90 minutes? It's the minimum is 60, okay? I understand. Okay, very good. It depends on you, okay? I'm very flexible, no problem, okay? All right. 932 people now.
I'm gonna, wow, you are amazing, you know, you are incredible. You can do such a big. A few people from Europe, from Vietnam. Wow, các anh chị có thấy chúng ta khác ở mọi nơi không? Có người ở châu Âu và có những người. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Philip Chong. Tôi rất là hạnh phúc được ở đây hôm nay. Và bây giờ tôi đang ở Vancouver, Canada. Và bây giờ là 7 giờ sáng. Sớm không các anh chị? Tôi đang ở Vancouver, Canada. Và tôi là người Trung Quốc, đã đến từ Hồng Kông. Và tôi đến Canada, Vancouver. Và 7 giờ sáng. Tôi muốn nói cho anh bạn kia về câu chuyện của tôi, về những câu chuyện của mọi người. Và đặc biệt sự hân hạnh cho tôi được ngồi ở đây. Tôi rất là cảm thấy vinh dự và vui. Các anh chị biết không? Tôi bắt đầu New Skin vào năm 92. Bao nhiêu năm rồi? 28 năm rồi đó. Tôi bắt đầu làm việc công việc với New Skin trong từ năm 92, hợp tác với công ty. Và tôi nghĩ rằng hôm nay là lần đầu tiên tôi nói một cái buổi hội thảo từ 7 giờ sáng, là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi luôn á, cho tại New Skin á, là một cái rất sớm như vậy á, thật là tôi phá kỷ lục của tôi rồi á. Các anh chị biết không, ở với trong New Skin tôi có một sự tự do. Và đó là lý do vì sao những chị ở trong New Skin, bởi vì chúng ta thật sự có sự tự do trong đây. Cho nên là chúng ta cần có thời gian nào chúng ta muốn. Bởi vì lý do đó, tôi không có dậy sớm đâu các anh chị, vì tôi sự tự do mà. Tôi được ngủ trễ, nhưng mà không có trễ lắm, khoảng 8-9 giờ gì đó. Tôi phải tìm một lý do tôi dậy sớm. Nhưng mà anh chị biết không? Và hôm nay tôi dậy 8 giờ sáng, tôi cảm thấy khỏe quá trời luôn. Tôi cảm thấy được New Skin là một cái chương trình rất là tuyệt vời. Và làm cho các anh chị thấy được là có một cái năng lượng trong này, luôn luôn có sự năng lượng, có sự năng động. Và sau đó và đó có nhiều cái lý do mà tôi ở trong New Skin này. Bởi vì khi tôi làm New Skin, nó tiếp năng lượng cho tôi. Nhiều năng lượng lắm. Tôi cảm thấy rất là nhiều năng lượng. Và tôi rất thích cảm giác giống như vậy. Chắc các anh chị đi làm việc chứ không thấy có năng lượng đúng không? Khi các anh chị có một cái doanh nghiệp, các anh chị thấy thiếu năng lượng đúng không? Nhưng mà tại sao tôi cảm thấy có năng lượng? Bởi vì tôi thấy được đây là một cái nền tảng tôi có thể truyền cảm hứng với người xung quanh tôi. New Skin cho tôi một cái cơ hội để tôi truyền cảm hứng với những người khác. Và tôi có cái năng lượng từ chuyện đó. Và khi tôi tạo cái năng lượng này, các anh chị cảm thấy cái năng lượng này hay không? Tôi cảm thấy tôi là người may mắn. Tôi có thể chạm được một ai đó. Và tôi có thể là truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao khi các anh chị thấy tại sao Philip Chan có nhiều năng lượng như vậy. Bởi vì tôi rất là thích được truyền cảm hứng như người xung quanh. Đặc biệt ngày hôm nay tôi hy vọng rằng tôi có thể truyền cảm hứng cho tất cả các anh chị ở trong đây, để các anh chị có thể là thấy được cái năng lượng nào đó, các anh chị bước trên con đường của mình và tạo sự thành công trong một thời gian rất là ngắn. Đó chính là lý do tôi ở đây hôm nay. Cảm ơn Điên Nguyễn và nhiều anh chị em đây đã mời tôi đến một buổi nói chuyện hay bạn Trần Nguyễn nữa để được buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và tôi thích giúp đỡ những người nhau. Tôi biết anh Điên Nguyễn bởi vì anh Điên Nguyễn đã giúp vào đội nhóm tôi ở Philippines. Và những người Philippines rất là yêu mến anh Điên Nguyễn. Và bây giờ các anh chị có thể đã biết được về tôi rồi. Các anh chị đã xem cái video của tôi chưa?
các chị có thể là mở cái video về cái lý lịch của tôi trong New Skin như thế nào để các anh chị có thể biết được là trong vòng 10 năm vừa qua tôi đã làm việc như thế nào ở trong cái bên New Skin. Có nhiều hình ảnh cho các anh chị. Và tôi bắt đầu vào năm 1992. Ngắn gọn thôi. Tôi nghĩ tôi là người may mắn. Tôi người rất là may mắn. Tôi có một thu nhập đồng bảy từ 2 tới 3 năm trong công việc kinh doanh. Tôi muốn nói chậm để các chị có thể hiểu được câu chuyện của tôi. Tôi nghĩ tôi là người rất là may mắn để tôi có thể có một cái nguồn thu nhập trong vòng 2 đến 3 năm, thu nhập đồng bảy để tôi có thể làm những việc tôi muốn làm mỗi ngày cho đến khi tận bây giờ luôn á. Từ năm 95 đến năm bây giờ đó. Thật sự trong vòng 20 năm vừa qua đối với tôi có thể dạy bất cứ lúc nào tôi muốn và tôi muốn làm bất cứ gì mà tôi muốn đến bây giờ. Không có nghĩa là tôi không làm New Skin, tôi vẫn làm đó. Nhưng mà tôi có thể có lựa chọn tôi muốn làm, tôi không làm. Nhưng mà thường thời gian thì tôi sẽ làm công việc của tôi kinh doanh, vì tôi yêu công việc kinh doanh của mình. Và các anh chị sẽ biết tại sao mà tôi yêu cái ngành kinh doanh này. Và với năm 92, năm 3 năm, tôi làm gì diễn trong 3 năm đó. Tôi đi khắp nơi trên thế giới, tôi thích đi du lịch, tôi thích du lịch lắm, vòng quanh thế giới và tôi muốn nhìn thế giới. Bởi vì tôi có sự tự do mà, tại sao không, đúng không? Khi tôi bắt đầu tôi bay đến tới châu Âu. Và tôi muốn nhìn thấy nước châu Âu. Tôi đến nước Ý, tôi đến nước Anh, tôi đến London. Và trong năm 95 tôi bắt đầu đi du lịch rồi. Và tôi làm cái gì khi mà tôi tự do? Philip John, tôi chọn sự du lịch. Nhưng mà đó là sự lựa chọn của tôi. Bởi vì tôi thích như vậy, các anh chị không cần phải làm theo cái của tôi. Cái câu chuyện của tôi chỉ là truyền cảm hứng của anh chị một cái hướng nào đó thôi á. Khi mà tôi đi du lịch thì có một điều. Các anh chị sẽ cảm thấy thích du lịch vòng 1 tháng, 2 tháng. Các anh chị thấy thích khi mà 3 tháng. Nhưng mà các anh chị không cảm thấy đi du lịch 1 năm. Nó chán lắm các anh chị ơi. Các anh chị đi hoài, chị chán lắm. Các anh chị hiểu cái ý của tôi không? Có thể là các anh chị không có cảm nhận nó, nhưng mà tôi có. Khi mà các chị đi du lịch hoài, tôi vui. Nhưng mà vui quá, chán lắm. Khi mà các chị không có một điều gì đó, các anh chị muốn lắm. Nhưng mà các chị có rồi, các anh chị sở hữu rồi, các anh chị không thấy gì đặc biệt. Con người mình mà các anh chị ai cũng vậy hết. Ít ra các chị biết là tôi đi du lịch trên thế giới. Nhưng mà tại sao tôi có một cái sự cho tôi cảm hứng và tôi thích đi du lịch thì tôi biết đi chán lắm. Bởi vì sao các chị biết không? Bởi vì New Skin cho tôi vừa đi du lịch mà vừa làm kinh doanh nữa. Đó là một điều rất là đẹp với New Skin. Và New Skin không có thể cho các chị là không nhận cho chị làm ngay tại địa phương của chị, mà cho các chị làm khắp nơi trên thế giới. Máy tính toàn cầu. Khi mà New Skin có một cái phân phòng ở bất kỳ nước nào, đó là một cái điều tuyệt vời, thật là đẹp từ cho New Skin. Anh chị trong nước và ngoài nước. Và năm 95, New Skin đã mở cửa ở bên châu Âu. Đó là lý do vì sao tôi bay đến châu Âu chơi vui. Nhưng mà tôi làm kinh doanh lúc tôi chơi luôn á. Cho nên tôi tiếp tục, tôi cho một cái truyền cảm hứng cho tôi và làm cho tôi tiếp tục với công việc này. Và giờ các anh chị biết cái hoàn cảnh tôi đúng không? Nếu vậy cái kinh doanh tôi bên châu Âu như thế nào trong năm 95 nè? Tôi nói với chị em trong năm 95,
Tôi không có xây dựng một cái tổ chức mạnh ở châu Âu. Chứ xíu xíu nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà tôi không thể thất vọng điều đó. Không, tại sao? Bởi vì tôi shopping nhiều lắm. Tôi đi shopping quá trời luôn. Bởi vì tôi trong cái ngành kinh doanh thời trang, trước khi tôi làm Nu Skin, cho nên tôi thích thời trang, tôi thích quần áo lắm. Tôi muốn được nhìn thấy đẹp, tôi muốn nhìn thấy thời trang, và tôi đã đi shopping rất là nhiều tại châu Âu. Nhưng mà tôi không có sử dụng kinh doanh ở châu Âu, nhưng mà tôi thích đó thì tôi được đi châu Âu. Bởi vì sao? Bởi vì tôi có một cái thu nhập đồ 7 từ những quốc gia khác rồi. Từ Nhật Bản, từ bên Úc, từ bên Đài Loan, từ bên Hồng Kông nữa, trước khi mà tôi bỏ ra cái địa bàn ở bên châu Âu. Tôi không có phải là một người gọi là, khi mà tôi có thể làm mọi thứ mà tôi thích đó, thì tôi cảm thấy hạnh phúc hơn tôi người bình thường nữa các anh chị. Nhưng mà thật sự là tôi không có phiền cái bệnh kiếm nhiều hơn tiền đâu, nhiều hơn đâu, kiếm nhiều hơn tốt chứ. Nhưng mà thật sự đó không phải là cái ưu tiên hàng đầu của tôi. Cái ưu tiên hàng đầu của tôi là tôi muốn chạy bất cứ lúc nào tôi muốn. Và tôi tự hỏi tôi là hôm nay tôi muốn làm điều gì. Hôm nay tôi muốn làm điều gì ngày hôm nay, và tôi làm điều đó rồi. Đó chính là một cái ưu tiên hàng đầu của tôi. Thật sự là kiếm tiền không phải là cái thứ mà tôi đang cần đâu. Trong một cái thu nhập đồng 7 tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn. Tại ở châu Âu thì tôi đi shopping, tôi đi bên Paris vào năm 90. À, và Harrods nữa, các chị nghe Harrods bao giờ chưa? Và tôi đã tới Selfridges nữa. Và tôi là một khách hàng trung thành tại khu đó. Bởi vì ở châu Âu, thời gian đó tôi là một cái người tôi thích mũ xe. Tôi trẻ mà, lúc đó còn trẻ mà. Tôi trẻ lắm. Em 95 đó. Thì tôi thấy một chiếc xe mà tôi rất là mê tại nước Anh đó. Là lên London. Coi là Aston Martin. Và năm 95. Tôi quay lại, trời, chiếc xe nhìn đã quá, đẹp quá. Trời, nó hợp với tôi dễ sợ luôn á. Nhưng mà tôi không có sống ở London. Tôi ở đó cho vui thôi. Và sau đó là tôi đến bên Hồng Kông. Và tôi mua chiếc Aston Martin. Và khi tới đó tôi mua mà không có suy nghĩ gì cả. Nu Skin có thể cho anh chị đi mua xe, mua sắm. Nhưng mà khi anh chị đạt sự tự do và tài chính rồi á, thì cái đó không là một vấn đề gì cả. Để làm Nu Skin nó không có chỉ là chị xài tiền đâu. Nếu các chị làm, các chị muốn kiếm tiền có nhiều cái kinh doanh lắm. Các chị, tôi có thể kiếm tiền khi mà kinh doanh thời trang của tôi á, 20-30 năm về trước. Tôi nói chị rồi, tôi có nhiều kinh doanh ở bên Canada lắm. Chúng tôi bán sỉ không à. Cho nên, mà bây giờ trong 25 năm vừa qua, tôi bắt đầu đi những seminar và tôi đã làm kinh doanh luôn. Tại sao không? Tại sao không? Vừa đi chơi vừa làm kinh doanh nữa, rồi đi mua sắm nữa. Nó thời gian quá là tuyệt vời trong cuộc đời của tôi. Và tôi rất là thích yêu mến cuộc đời tôi như vậy. Nhưng mà 10 năm về trước thì nó hơi khác lắm. 10 năm gần đây nè, từ năm 2010 tới bây giờ đó, năm 20 á, thì nó hơi khác xíu. Và tôi đã có một cái buổi huấn luyện, đó là triết lý sự thành công. Và tôi đã có những cái buổi huấn luyện đó nói về cái triết lý của sự thành công. Bây giờ các chị thấy cái hình bên tay phải của chị, bên tay trái của tôi đúng không? Và tôi có nhiều cái tấm ảnh để cho chị thấy được những cái nơi mà tôi từng đi và tôi đã làm điều gì. Cái những cái buổi mà nói chuyện của tôi á, thì nói về cái triết lý thành công đó. Nếu vậy sự triết lý thành công là gì? Đó chính là làm cách nào chúng ta có thể là biến cái công ty News, cơ hội với công ty Nu Skin để cái trở thành một cái tiếp người số 5. Làm cách nào các anh chị có thể là dùng đối tác công ty Nu Skin để trở thành một tiếp người số 5. In addition, is to help you to
tức là chị hiểu hơn, tin vào bản thân của các anh chị 100%, không có một cái sự mà nghi ngờ nào hết. Đó chính là cái triết lý của sự thành công. Tôi có thấy làm cho chị rõ hơn không? Bây giờ các anh chị biết tôi câu chuyện tôi về ba điều gì đúng không? Một về công ty, về mẫu người thứ năm, và tin tưởng về bản thân của anh chị. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ về những vấn đề này. Và trong cuộc đời của tôi 10 năm gần đây thì tôi bắt đầu chỉ khắp trên thế giới, và tôi chỉ nói về câu chuyện của tôi rồi. Tôi đi tới Hàn Quốc, tôi đi đến Singapore, tôi đi đến Mã Lai, tôi đi đến Philippines, tôi đi đến Thái Lan, Indonesia, Australia, tới Trung Quốc, tới Hồng Kông, tới Macau. Và tôi cảm thấy nhiều người mà tôi đã truyền cảm hứng và những người mà tôi đã chỉ cho họ, không nhất thiết họ phải trong cái hệ thống của tôi. Không. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nói cho anh bạn chị rồi, kiếm nhiều tiền hơn không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi. Không phải là, nhưng mà tôi không có thật sự là không có phiền kiếm thêm tiền đâu đó, nhưng mà không bao giờ là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi muốn làm những điều gì đó trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn làm những điều gì mà tôi muốn. Một điều tôi muốn làm bây giờ. Tôi thích truyền cảm hứng cho những người khắp nơi trên thế giới, để mà họ có thể thấy được cái truyền cảm hứng, có cái năng lượng để họ biến ước mơ họ thành sự thật. Cho dù tôi không có thích, dù mặc dù tôi không có thích về cái dù tài chính trong đây, cái này gì, chị thấy cái công việc tuyệt vời đó, con Linux Kim mang lại không? Cho các anh chị nhiều cái tài nguyên, cho các anh chị những cái mà chị thể làm mọi thứ chị muốn. Nhưng mà đây không phải là những thứ mà tôi đã làm cho Linux Kim, không. Đó là những thứ mà tôi làm trong cuộc đời này, nhưng mà đây là những cái điều mà tôi muốn làm, những cái ưu tiên hàng đầu của tôi. Và đó có hai cái điều mà ưu tiên nữa. Vậy biết lý do đúng không? Một điều nữa. Tôi thích nhảy trình diễn lắm, cho từ thiện khắp nơi trên thế giới. Bây giờ tôi thích nhảy. Tôi thích nhảy lắm đó. Tôi thích nhảy như Michael Jackson nè. Tôi thích nhảy như Latin nè. Tôi có một thứ vui của tôi. Con người có một thứ vui đúng không? Khi mà tôi có sự tự do thì tại sao tụi tôi không có dành những cái thói quen, cái thú vui mà tôi là thích. Rất là nhiều người họ có tiền nhưng mà họ không có thời gian. Và tôi nói cái gì có hơn không, nhưng mà tôi muốn cuộc sống hoàn hảo, một cuộc sống mà tôi muốn làm mỗi ngày. Các anh chị đồng ý hay không? Tôi có thấy làm rõ điều này không? Các anh chị thấy bây giờ các anh chị làm sao chị phải làm Nuskin? Và khi mà tôi ra nhảy charity trên khắp nơi, trên từ thiện cho thế giới, thì đó là cái ưu tiên hàng đầu của tôi. Nhưng mà tôi đã có những cái thứ hàng đầu mà tôi chưa nói. Tôi sẽ nói hơn. Khi mà có 5 loại người trên thế giới này, là cái hàng đầu của tôi là cái gì? Và đó là một cái duy nhất cho tôi đạt được. Bởi vì phải cái tiếp năm, nếu tôi không có tài nguyên như tiếp năm thì tôi không làm được đó đâu. Nếu tôi không có được cái tiếp năm đó thì tôi sẽ không có là biến cuộc đời của tôi thành như ước mơ. Tôi không có thể dạy những người xung quanh khác, tôi không là truyền cảm hứng với những người xung quanh, bởi vì rất tất tốn rất nhiều tiền. Tôi tốn du lịch tốn kém lắm, 25 có thể cho tôi một cái tên lửa luôn á, tôi không nói giỡn đâu. Nếu mà tôi không phải là người số 5 thì làm sao mà tôi có thể làm gì đó. Nếu mà tôi nhảy qua khắp nơi thế giới đó, cho từ thiện. Tức không phải tay thai kìm, người ta tiếp tâm ta sao làm được điều đó. Đó.
Tôi chưa nói về các anh chị cái vấn đề quan trọng nhất cuộc đời của tôi gì, bởi vì sao tôi nói với chị vậy? Nó là do vì tôi làm Blue Skin, đó là vì sao mà tôi phải làm trong thời gian được 25 năm về trước để tôi làm Blue Skin. Bởi vì sao? Bởi vì sao nó rất quan trọng như vậy? Khi mà tôi chịu đựng được, khi mà tôi muốn bỏ cuộc, khi tôi thấy đau đớn luôn luôn, lấy ra hỏi về tại sao chị làm Blue Skin, chứ là lý do là sao các chị bắt đầu. Vậy chị sẽ biết lý do vì sao chị bắt đầu. Các chị biết là sao Blue Skin mạnh mẽ không? Bởi vì Blue Skin cho chị có thể trở thành một người tiếp năm, để mà các anh chị có thể những cái tài nguyên để mà theo đuổi ước mơ của mình. Thực sự là dễ dàng cho chị để buông bỏ cái kinh doanh của mình, chậm chậm đi. Nhưng mà các anh chị phải nhớ lại ước mơ, cái giấc mơ tại sao các chị bắt đầu với công việc này. Chúng ta nhiều thay không? Mất từ 3 năm trong công việc Blue Skin để mà có thu nhập đòn bẩy, để tôi có thể cuộc sống mà tôi muốn từ năm 95. Và bây giờ các chị đã nghe một chút về câu chuyện của tôi rồi. Tôi nói chị một chút về đôi nét bản thân tôi. Tôi viết về Nu Skin từ năm 91. Từ anh của tôi là Seth John. Người anh của tôi là Joseph John. Tên là John. Tôi được biết Nu Skin từ người anh của tôi. Anh ta là một người kiến trúc sư, chứ là Nu Skin hơn 10 năm. Anh ta có một cái công việc rất là tốt, một thu nhập cao, và anh ta rất yêu công việc của anh ta. Tôi đóng luôn cơ sở thời gian của tôi, tôi bán kiếm được nhiều tiền từ công việc đó. Tôi thích yêu công việc của tôi, và tôi yêu kinh doanh của tôi. Đó là trước năm 1991. Và tại sao tôi đóng cửa kinh doanh của tôi? Tại sao tôi bán cái công việc kinh doanh của tôi làm Nu Skin? Khi mà chị yêu công việc của anh chị, khi chị yêu kinh doanh của anh chị, mà các chị có một thu nhập đòn bẩy, tại sao? Bởi vì tôi biết được một điều. Tôi biết một điều đó là rất là độc đáo ở Nu Skin. Là ở kinh doanh cho những người chuyên nghiệp. Khi mà chúng tôi làm việc siêng năng hơn, chúng ta kiếm nhiều tiền hơn, đúng không? Nhưng mà chúng ta ngưng làm việc chăm chỉ, chúng ta không có tiền. Đó là cái hoàn cảnh mà cái kinh doanh truyền thống nhỏ. Đó là những người chuyên nghiệp. Chúng tôi muốn có số tiền lớn, mà chúng tôi kiếm tiền lớn mà chúng tôi làm việc. Nếu mà chúng ta không làm việc, chúng ta không có thu nhập, trở thành con số 0. Chuyện rất là bình thường đúng không? Ai cũng muốn mở kinh doanh đó. Ai cũng muốn trở thành một người chuyên nghiệp đó. Đây không có điều gì đúng không gì sai cả. Cuộc đời là vậy đó. Kiếm được tiền, cái gì không làm, không kiếm thì không có tiền thôi. Ai cũng như vậy mà. Anh của tôi và tôi sao? Anh tôi và tôi muốn hơn. Chúng tôi muốn có một cuộc sống làm thế nào? Chúng tôi muốn kiếm một cái phương tiện, một cái công cụ. Khi mà chúng tôi ngưng làm việc, thu nhập không ngừng lại. Chúng tôi muốn tìm một phương tiện giống như vậy. Chúng tôi không có ngại siêng năng. Chúng tôi thích được làm việc chăm chỉ. Nhưng mà có lý do đó, nếu mà tôi muốn ngừng lại, không làm việc nữa, thì chúng tôi muốn cái thu nhập của tôi liên tục đến với tôi. Đó chính là thu nhập đòn bẩy, thu nhập dòng chảy. Tôi thường nói là thu nhập khi ngủ. Warren Buffett còn nói một câu, người tỷ phú thế giới. Ông ta nói, nếu anh chị không kiếm tiền khi các anh chị ngủ, khi các anh chị không kiếm tiền khi lúc các anh chị ngủ, thì các anh chị sẽ làm việc cả đời luôn á. Thật sự không gì sai trái luôn, làm việc cả đời đó. Nhưng mà sao? Các anh chị cũng sự lựa chọn. Các anh chị phải làm việc cái cuộc đời của anh chị, mà tôi thích việc làm việc, nhưng mà tôi thích cái sự lựa chọn. Làm việc mỗi lúc mọi nơi. Mỗi ngày tôi muốn cái sự lựa chọn. Nhưng mà các chị phải biết được cái sự lựa chọn như thế nào, là anh chị có thể là làm và không làm, tùy thuộc vào các anh chị.
Tôi không thích làm nhưng mà tôi phải làm. Các anh chị phải làm việc bởi vì các anh chị phải làm. Đó là cái sự khác biệt. Các chị hiểu vấn đề không? Tôi muốn làm lúc nào tôi làm, nghĩ là tôi nghĩ. Bởi vì Nu Skin cho tôi một cái đòn bẩy, một cái dòng chảy. Khi mà tôi ngừng, thu nhập đòn bẩy đến tiếp tục đến với tôi. Tôi là những người thực sự là trong vòng là 2-3 năm trong Nu Skin. Và bây giờ tôi có cuộc đời như tôi mong muốn. Nhưng mà thực sự là 3 năm đầu tiên tôi làm rất là cực khổ. Không có buổi trưa miễn phí đúng không? Tôi không muốn bỏ 30 năm để mà làm việc chăm chỉ. Thế vậy thôi tôi làm thời gian tôi vừa rồi đi. Vậy anh với tôi thành một kiến trúc sư đi. Nên là cái nào mà trong thời gian ngắn nhất tôi có thể là có một cái cuộc đời mà tôi có mỗi ngày. Cho nên tôi cứ tiếp tục nói chuyện về tại sao mọi chuyện tại sao. Nếu cái chuyện có một sự tự do, các chị sẽ làm điều gì? Đừng hỏi tôi. Tôi có thể nói câu chuyện với anh chị, nhưng mà các chị phải hỏi bản thân của các anh chị tại sao các chị cần thu nhập đầu bảy. Tôi hy vọng là người dịch có thể dịch được ý của tôi. Tôi hy vọng là người dịch có thể là chọn ra được cái thông điệp cho mọi người. Và bây giờ tôi không muốn làm những cái chuyện nào đó nó khó khăn hơn. Thực sự là đứng rất là đơn giản. Vào năm 92, tôi trở lại Hồng Kông từ Canada với người anh của tôi là Joseph. Và tôi làm toàn thời gian công việc này trong Nu Skin. Và để đạt những gì tôi muốn càng sớm càng tốt. Và tôi nói về cái hành trình nha. Về cái hành trình đó, về cuộc đời của tôi. Vào năm 94, tôi trở thành Blue Diamond trong Nu Skin. Và thời gian đó thì không có nhiều Blue Diamond trên thế giới này đâu. Khi các anh chị trở thành Ruby or Diamond đó, các anh chị có thể tới cái buổi Global Convention mà nói tới 15 phút không? Cho dù của anh chị là có 9 tháng, mới lên 9 tháng thôi. Nhưng mà bây giờ đó, bây giờ chỉ là 20 triệu đô hả? Các chị nói 3 phút là cao rồi. Đó là điều con đúng không? Bây giờ Nu Skin mọi nơi hết trơn á, ai có mặt hết. Nhưng mà cái thế hệ của tôi á, khi mà chúng tôi lập Blue Diamond, tôi nói 15 phút tại Global Convention luôn. Năm 94 thành Blue Diamond, năm 96 tôi trở thành thành viên triệu đô. Đó có nghĩa là khi các anh chị kiếm được 1 triệu đô đầu tiên, cộng lại cộng dồn từ ngày đầu tiên các chị bắt đầu, tôi gọi thành viên triệu đô. Và sau đó, trở thành thành viên 5 triệu đô vào năm 2004. Đó là nhanh đó. Không mà không nhanh đúng không? Không quá chậm. Bình thường, tàn tàn thôi. Và năm 2011, tôi được công nhận thành viên 10 triệu đô. Và Global kế tiếp, tôi sẽ thành viên 20 triệu đô năm sau. Bây giờ các chị biết Philip Chong với anh tôi Joseph. Vậy cuộc đời của chúng tôi như thế nào trong vòng là 28 năm vừa qua? Tôi chỉ nói chị một điều. Đạt được 20 triệu đô, nó không có nhiều lắm đâu. Các chị tính đi, cộng đi, 20-30 năm không phải tiền ít đi, nhưng mà nó không có nhiều lắm đúng không? 20 triệu đô đấy mà. Nhưng mà các chị hiểu một điều là tôi biết có nhiều người bạn của tôi trong những ngành kinh doanh khác, họ kiếm nhiều tiền hơn tôi. Nhưng mà cuộc đời khác, các chị phải biết như vậy á. Chị biết tại sao không? Tôi nói chị một điều. 1 triệu đô đầu tiên của tôi, tôi làm việc toàn thời gian, bỏ toàn công sức của mình để có một cái triệu đô đầu tiên, làm hết nỗ lực của mình. 8 tiếng mỗi ngày, 6 ngày hàng tuần, làm rất là siêng năng chăm chỉ. So với Đinh Nguyễn 7 ngày thì là cái gì đâu. 12 tiếng tôi biết là đáp lại của anh Đinh Nguyễn làm rất là cực khổ. Tôi biết là cái thái độ của Đinh Nguyễn không phải là anh có nhiều tiền đúng không? Anh ấy yêu điều đó.
Nhưng mà tôi là phòng siêng năng, tôi Chinese sẽ không có quốc tôi làm 6 ngày là tôi làm cực lắm rồi, 8 tiếng mỗi ngày là cực lắm rồi. Và tôi nói 3 năm đầu tiên là những thời gian tôi bỏ nhiều công sức nhất trong 3 năm đầu tiên cuộc đời của tôi. Nhưng mà từ 1 triệu cho tới 5 triệu đô, và từ 5 cho tới 10 triệu đô, từ 1 triệu đô cho tới 20 triệu đô. Nói thiệt đó hả? Nó không phải là về cái nỗ lực cá nhân của tôi nữa. Về cái gì? Nó và cái sự nhân rộng và sao chép đến từ những người đã tạo ra từ 1 triệu đô đầu tiên trong vòng 3 năm đầu tiên của tôi. Tôi có thể tôi nhìn thấy được tôi hy vọng tôi sẽ cho anh chị coi cái bảng thu nhập của tôi vòng 3 năm đầu tiên, để có 1 triệu năm đầu tiên. Thật sự là không có nhiều tiền đúng không? Trong vòng 3 năm. Phải năm 95 nói là các anh chị kiếm bao nhiêu tiền ở công ty rồi. Tôi nói là 3 năm vừa rồi được kiếm 1 triệu đô la. 1 triệu đô la có gì xíu à. Nhưng mà không có hiểu được rằng từ 1 triệu đô đầu tiên, những người đây tạo ra 1 triệu đô đầu tiên, họ sao chép, họ nhân rộng. Họ nhân rộng là sao? Khi mà chưa chép nhân rộng thì cái sự nỗ lực của tôi, cá nhân tôi không là một cái vấn đề để quan tâm nữa. Tôi biết tôi có bỏ những cái năng lực đó, nỗ lực đó, nhưng mà cái sự tăng trưởng, không phải là cái cá nhân nữa, mà nó là cái sự nhân rộng những người giống như tôi trong đội nhóm. Cho nên là từ 1 triệu đô đến 10 triệu đô toàn là sao chép và những nhân rộng. Và như vậy là sao này? Như vậy là 24 năm sau để có một cái thu nhập cả đời. Vậy các chị biết thu nhập của tôi rồi, về cuộc đời tôi rồi. Và các chị biết tại sao tôi làm New Skin rồi. Đúng không? Ừ. Và các chị biết về câu chuyện của tôi. Và tôi nói 5 loại người nha. Thường thường là triết lý cái thành công của tôi là từ 6 tới 8 tiếng đó. Mà tôi nén lại. Nén lại 5 loại người, 5 tiếp người. Cái thành người tiếp, 5 tiếp người, các anh chị, các chị muốn có 5 tiếp người đó thì các anh chị phải có cái nàng này, các anh chị phải có một thu nhập đầu 7. Các anh chị có thu nhập đầu 7 thì các anh chị không được coi là tiếp 5. Tiếp 5 thì coi phải có một cái thu nhập đầu 7. Thu nhập đầu 7 là các anh chị phải nghĩ tới trước khi các anh chị có được cái tiếp 5. Tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3, tiếp 4 chị nghe rất là nhiều, họ rất bình thường. Hàng số 5 mới là hàng hiếm á. Mà chị biết là nhiều người thay tập ở trong New Skin. Tiếp 1 là gì? Người là chuyên nghiệp, họ kiếm nhiều tiền nhưng mà không có thời gian. Hoặc là kinh doanh nhỏ lẻ, kiếm tiền tốt đó. Bác sĩ, luật sư, chánh án, kiến trúc sư, kỹ sư, những người kế toán, họ mắc được nhiều tiền lắm, 2 tới 3, 4 người so với nhân viên văn phòng, thậm chí 10 lần đó, đúng không? Tại sao họ muốn trở thành những người chuyên nghiệp, thành những người chuyên gia, những người businessman nhưng mà không có thời gian? Không thời gian sao? Bởi vì họ đối bỏ thời gian để kiếm tiền. Ok, họ có nhiều tiền thì ít thời gian. Và nói, tôi không nói 1 năm, tôi nói 40 năm họ phải làm việc đó. 25 năm chị bắt đầu làm, tới 65 năm mà chị làm 40 năm, chị không thời gian cuộc đời của anh chị. Tôi không nói cái chị sai. Các anh chị muốn những người chuyên nghiệp, chuyên gia thì chị không thời gian. Tiếp 2, những người họ có rất nhiều thời gian, không có tiền. Ai? Người thất nghiệp. Các anh chị không có việc, các anh chị nhiều thời gian đó, không có tiền thôi. Ai nữa? Mấy người Canada có nhiều lắm á. Ở Canada chính phủ á, có những cái chính sách welfare á. Các chị có bầu á, các chị bệnh á, chọn cho gì tiền hết, cái gì già cho tiền hết.
gì hỏi xin thì chính phủ cho tiền hết à. Nên Canada có nhiều người giống vậy lắm. Đó là có nhiều người chấp hai Canada lắm. Anh chị thấy nhiều người đây ở bên Starbucks lắm, cà phê Starbucks đó, họ mua một hai ly cà phê và ngồi cả ngày ở đó luôn đó. Rồi cuộc đời họ tốt mà. Đã không phải đi làm. Thưởng thức cà phê từ sáng đến chiều luôn, ngắm cảnh, đọc báo chí, coi internet. Đã mà, tôi không có nói là tiếp 2 dở nhưng mà tiếp 2 không có tiền thôi. Tiếp 1 cái gì không có tiền, không có thời gian. Tiếp thứ 3 là những người làm công ăn lương, không có tiền hoặc không thời gian nữa. Họ làm 6 ngày mỗi ngày, 60 tuần một năm, 40 năm trong cuộc đời, làm sao không có thời gian, không có tiền nữa. Và họ vừa mới có tiền, đủ tiền để trả tiền bill thôi. Những nhân viên văn phòng đó, lao động đó. Rồi trả tiền học rồi, trả tiền mua nhà, trả tiền cửa, đóng thuế này, thuế nọ. Tiền chợ búa, tiền nhà, cửa, tiền đi học cho con cái, nhiều lắm là nhiều luôn. Nhưng các anh chị có nhiều lương hơn thì các anh chị làm nhiều hơn. Các anh chị có nhiều lương nhiều hơn thì chị phải trả tiền nhà nhiều hơn. Nhưng mà nói các chị nè, ngoài người đó rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Thì chứ chị không biết là các chị có thể còn công việc trong tháng sau không? Các chị có việc tốt này đúng không? Các chị không bao giờ chị sẽ có một việc tốt hơn vào tháng sau mà các chị trở nên thất nghiệp. Các chị tin không? Nhìn cái hiện tại Covid bây giờ đi. Vừa rồi tháng vừa rồi có nhiều người kiếm được nhiều tiền lắm. Nhưng mà bây giờ họ thất nghiệp con số 0. Cuộc đời có những thứ xảy đến các anh chị. Không phải những cái thiên tai mà xã hội gây ra. Không phải là công việc của chị nó không có là an toàn, nhưng mà có nhiều cái lý do. Nhưng mà cái vấn đề là các chị muốn kiếm nhiều tiền hơn, xài tiền nhiều hơn. Bây giờ con các anh chị bây giờ học ở Harvard tới mà trả tiền học mệt lắm đó. Và bây giờ là công ty của cái nhà của chị chưa trả hết nữa. Các anh chị có nhiều thứ phải trả mà chị chỉ kiếm được tiền cho tháng đó thôi. Cho thực sự là những người làm công thì họ không có được tiền. Vậy sao tiếp năm không muốn thành tay phải? Không có tiền, không thời gian. Tại sao không muốn thành tiếp 2, tiếp 5? Tôi hỏi các anh chị, trả lời câu hỏi nào. Các anh chị có nhiều tiền. Tôi hỏi những người tiếp 3 đó, anh muốn làm tay phải không? Họ kêu không, tôi muốn thành tiếp 5 đâu. Tại sao? Vì họ là con người. Con người có những thứ gọi là quen với cái mình có rồi. Quen cái mà các chị không muốn thay đổi nữa. Khi các chị không thay đổi thì cái hành vi của chị không thay đổi. Hành vi không thay đổi, hành động không thay đổi. Hành động không thay đổi thì thu nhập không thay đổi. Mọi thứ đều phải thay đổi khi các chị thay đổi. Họ không thay đổi vì sao? Vì họ quen rồi. Họ đã quen với cái chuyện đó rồi. Và tại sao có nhiều người nghèo? Trả lời tôi đi, sao có nhiều người nghèo đó? Bởi vì những người nghèo họ đã quen với cái nghèo rồi. Họ nói ơ cuộc đời cũng tốt mà. Trời ơi, tôi không nói họ là sai, nhưng mà tôi nói là cái sự lựa chọn thôi. Thay 4 là gì? Tiếp 4 là gì? Tiếp 4 là những người có nhiều tiền, họ có nhiều thời gian. Cuối cùng cũng có cái gì khoái không? Có nhiều tiền, có nhiều thời gian. Mọi người đều muốn đúng không? Ai là người tiếp 4 nào? Tiếp 4 nào? Tiếp 4 là những người tiếp 1. Khi mà họ về hưu, họ trở thành tiếp 4. Bởi vì sao? Bởi vì họ có rất nhiều tiền trong cuộc đời họ rồi. Bác sĩ, luật sư, như chuyên gia, họ kiếm rất là nhiều tiền cuộc đời. Khi mà họ về hưu rồi, họ có thời gian. Khi mà thời gian họ có tiền, có thời gian cuối cùng luôn. Nhưng mà cái vấn đề hầu hết già và bệnh. Chị thấy chuyện đó xảy ra thường xuyên không? Già, bệnh. Vì họ không có thời gian nữa mà chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cái tuổi trẻ của họ. Họ không có thời gian nhìn vào cái sự hạnh phúc của họ.
Các chị khi mà các chị trẻ cho nó thể dục đi chứ, vận động đi chứ, ăn uống lành mạnh, dùng thực phẩm bổ sung đi chứ, phải làm mặt mỗi ngày chứ. Nhưng mà chị không có thời gian chị làm kiểu gì? Đó là những người họ kiếm nhiều tiền. Ồ, già nhanh lắm, già lẹ lắm, họ bị stress dữ lắm, rất là stress, bởi vì không có sự tự do, không có thời gian thực phẩm bổ sung, không có thời gian chăm sóc mặt, không có thời gian tập thể dục nữa, và không có thời gian mà luyện trí não của họ nữa. Không nói tất cả mọi người, nhưng mà hầu hết những người lớn 4 không có tóc mà không có răng. Các anh chị có tiền không ăn được thịt bò. Các anh chị có nhiều tiền mà các anh chị không có tiêu hóa được mấy thứ bộ béo đó, các anh chị hiểu không? Tôi không nói là chuyện đó không tốt, chỉ nói là cái hoàn cảnh như vậy thôi. Đó là cái cuộc đời các chị muốn như vậy, mà tôi không biết. Nhiều người hỏi tôi làm nào kiếm được nhiều tiền, làm nào kiếm được nhiều tiền, làm nào tôi kiếm được nhiều tiền. Tôi không biết tại sao các chị cứ hỏi tôi, cứ hỏi nó hoài à, sao kiếm được tiền? Sao kiếm nhiều tiền? Khi mà các chị kiếm được nhiều tiền không có nghĩa là các chị cuộc sống tốt đâu. Mà tôi không có nói là đừng có nói nó kiếm được nhiều tiền, hiểu không? Từ tiếp 1 và tiếp 4 chị hiểu rồi. Cuộc đời mà tôi không có muốn thay đổi ai hết, tôi không có thay đổi bởi vì tôi không có đủ, tôi giỏi tuyệt chiêu và tôi thay đổi người khác. Chỉ có một người có thể thay đổi, đó chính là cá nhân. Chỉ có bạn mới thay đổi được cuộc đời của bạn, không ai thuyết phục các anh chị hết. Các anh chị không thế nào mà nói tôi đi vô Harvard, bây giờ tôi không vô Harvard đâu. Các anh chị muốn thời gian thuyết phục tôi đừng. Các anh chị muốn thuyết phục khác làm new skin hả? Nếu mà không thay đổi hả? Tôi muốn nói là cái gì làm mà... Nhưng mà các chị làm nhanh với new skin, nhưng mà làm sao mà tôi có thể trở nên đi nhanh với new skin? Tìm một đúng người thôi. Ai đúng đúng người? Là những người sẵn sàng muốn thay đổi. Những người thay đổi là những người sẽ... Tôi không có cần, không có nhiều, tôi cần một vài người muốn thay đổi và họ nhân rộng thôi. Tôi muốn tìm những người tốt, những người tốt và họ sao chấp nhân rộng điều đó ra. Các chị cần làm đó trong kinh doanh của anh chị. Tôi đi rất là thẳng. Làm sao để chị đi những người đúng thì các chị sẽ có một... Làm sao kinh nhân rộng chúng tôi có cách làm. Nếu chị làm những người sai và các chị không có nào mà nhân rộng được, sao chép được thì các chị không có làm kinh doanh này được. Và tôi muốn chiến hành tiếp 5. Tiếp 5, các chị phải có 5 yếu tố. 1, tự do tài chính. 10.000 đô tháng hả? 20.000 đô tháng hả? Không. 30.000 hả? Không. 40.000 hả? Không. Nếu các chị ngưng làm việc là chị muốn cái cuộc đời chị mong muốn, cuộc đời của anh chị thì đó là cái chị là tại do tài chính rồi, vì có sự tự chọn không đi làm việc nữa. Những người giàu có thể là có một cái sự lựa chọn hay làm việc hay không. Nếu chị đã giàu sao không? Nếu cái sự lựa chọn không làm việc, có nghĩa là các anh chị giàu. Nếu các chị không sự lựa chọn thì phải làm việc, cho nên anh chị không giàu. Nhiều tiền đâu có nghĩa là giàu có đâu. Và có cuộc đời mà chị mong muốn. Thứ hai, chị có thời gian tự do. Anytime. Các chị có thể dậy bất kỳ thời gian nào chị mong muốn, hoặc là không ngủ dậy. Các chị muốn ngủ dậy mỗi ngày không? Nhưng mà đừng có chết nha, không phải đâu. Các anh chị có thể chọn, ok, các anh chị có thể chọn bất cứ giờ nào đó, một cái thời gian tự do, nghĩa là chị tự do thời gian. Khi mà tôi nói là 3 ngày, 4 ngày không làm á, cái đó không phải là thời gian tự do đâu, cái đó là cái ngày lễ của chị thôi, kỳ lễ nó khác. Tự do thời gian là sao? Các anh chị không cần ngày nghỉ, bởi vì mỗi ngày là ngày nghỉ của anh chị. Chị cần ngày nghỉ làm gì? Nó tương phản nhau mà. Đó là khi do vì các anh chị đi làm á, đó là cái chị không làm á, đó không phải là cái ngày nghỉ của anh chị nữa, đó là cuộc đời thôi. Thôi không ấy đúng là sai, tôi nói về một cái điều thứ ba là cái sự trẻ trung. Các chị nhìn trẻ,
hơn cái tuổi của mình, cái chương trình trẻ hơn cái tuổi của mình. Nhưng mà không phải không còn trong Mỹ nha. Nếu mà chị có thể làm điều đó thì cái chuyện xứng là sự tự do về cái tuổi trẻ của mình. Tôi nói thiệt nha, thiệt đó, đó là một lý, có cách, đó nó có một cách. Các anh chị phải tìm một cách nào đó, các anh chị tìm một cách nào đó để các anh chị trẻ hơn. Thôi mất cái thời gian, vì tôi không có thể đâu, chị thích đâu, vì không thời gian đâu. Nhưng mà cái bốn là các anh chị có tự do về cái sự sức khỏe. Sức khỏe là sao? Các anh chị biết những người hơn 40 tuổi thì có những cái bệnh nan y lắm, mà các anh chị lại khác. Các anh chị cứ đi cứ ngồi khám, có bệnh khám đi, và dùng những sản phẩm cho vài tay ti những người trẻ chung thôi. Thì khi mấy chị có vậy, chị có một cái sự tự do về cái sức khỏe mình rồi, thoải mái sức khỏe mình rồi. Tôi đưa cho $1,000,000 đi. Nếu mấy chị trong bệnh viện á, tiền á, trả lại cái gì cả, nó về tỷ phú chăng nữa đi, vô nó không lại gì hết trơn. Sức khỏe rất là quan trọng. Các anh chị phải bỏ cái nỗ lực của mình để mà mình chăm sóc sức khỏe của mình. Không có cái gì miễn phí nha. Tôi có cái gì chăm sóc sức khỏe tôi lắm á. Tôi làm những thứ chăm sóc sức khỏe của tôi. Không sức khỏe, mọi thứ đều là con số không cả. Cuối cùng là tự do, sự hạnh phúc. Chúng ta phải sự hạnh phúc mỗi ngày. Nếu các chị có 5 điều mỗi ngày, chỉ là người ta khai rồi. Tiếp 5 rồi, chị biết 5, tiếp 5 như thế nào? Cái chị không cần phải cần người tiếp 5 nếu chị không muốn. Nếu chị muốn, tôi sẽ chỉ cho các anh chị. Bởi vì New Skin là một cái nền tảng cho các chị làm được điều đó. Và tôi hỏi các chị nha, sao các chị muốn thành người thứ 5? Các anh chị phải biết lý do tại sao. Một cái lý do rất là chắc, có thể là nằm sâu trong trái tim của mình. Tôi phải trở thành người tiếp 5. Tôi phải tìm một cái lý do nào đó để làm một người tiếp 5. Đi khắp nơi thế giới, ở trong căn nhà sang trọng, đi xe sang trọng, đi shopping liên tục, không phải là cái điều quan trọng nhất đâu. Nó vui đó, nó một sự hứng khởi đó, tôi đồng ý. Nhưng mà không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi. Ưu tiên hàng đầu của tôi biết là điều gì. Nếu mà tôi không làm được điều đó, tôi cảm thấy rất là hối hận về cuộc đời của tôi trong cuộc sống này. Không chỉ là bao nhiêu tiền tôi kiếm được đâu, cho dù tôi kiếm được cuộc đời của tôi, những cái cuộc sống không có sống như thế nào, nhưng mà nếu tôi không làm được thì tôi cảm thấy thất bại lắm. Nếu mà tôi không có thể làm điều này xảy ra, điều đó là gì? Điều đó là gì đối với tôi nào? Ưu tiên đầu của tôi là tình yêu với mẹ của tôi. Mẹ tôi có 10 người con. Tôi là người thứ 7. Tôi nói nè, tôi yêu mẹ của tôi nhiều lắm. Mấy chị không biết được, tin được điều đó đâu. Tôi muốn ghi tất cả mọi thứ cho mẹ của tôi. Tôi kể một câu chuyện nha. 4 năm về trước, mẹ của tôi 88 tuổi. Mẹ tôi giai đoạn 4 bị ung thư phổi. Bác sĩ nói rằng mẹ của anh không thể nào sống hơn 3 tháng đâu. Nhưng mà tôi là người rất là tích cực, và mẹ của tôi là người 10 lần còn tích cực hơn tôi đó. Chị thấy tôi tích cực không? Tôi là 1/10 mẹ của tôi thôi đó. Có nghĩa là khi mà bác sĩ nói câu đó, không có một giải pháp nào cho mẹ tôi hết, thì tôi tự tìm ra một giải pháp. Và tôi biết được rằng đây có rất nhiều giải pháp trên thế giới này có thể là bảo dưỡng sức khỏe của mẹ tôi. Nếu thuốc tây ngưng, bó tay. Họ bó tay nhưng mà tôi không bó tay. Sau đó tôi quyết định tôi muốn cuộc sống mẹ tôi mỗi ngày hạnh phúc hơn, 24 tiếng hạnh phúc luôn, mỗi ngày luôn. Đó là cái mục tiêu của tôi. Bởi vì tôi biết được rằng khi mà mẹ của người ta hạnh phúc thì cơ thể hạnh phúc, tế bào sẽ hạnh phúc và cái nội tạng hạnh phúc. Và thứ hạnh phúc nghĩa là cái khả năng đề kháng mình tăng lên cao. Khi mà cái chị buồn, cái chị bị già, cái chị buồn, cái chị bị bệnh, khi chị buồn, cái chị rụng tóc,
Khi chị buồn thì các chị nhăn. Khi chị hạnh phúc thì chị nhìn trẻ. Khi chị hạnh phúc thì nhìn mạnh mẽ. Có nhiều thứ tuyệt vời trong vũ trụ này lắm. Tình yêu, hạnh phúc, thượng đế, có không khí, gì thảo dược, có nhiều thứ lắm. Tôi có thể sử dụng tất cả những nào có thể để cho mẹ tôi trở thành một người khỏe hơn. Mà mẹ tôi yêu điều đó lắm, mẹ tôi thích lắm. Và tôi quyết định 4 năm về trước, tôi đi khắp nơi trên thế giới để đưa về cái triết lý. Và tôi cancel hết những cái buổi nói chuyện của tôi. Tôi bỏ hết, tôi không đi tham dự với sự kiện nào hết. Tôi quan trọng không? Không, không quan tâm. Tôi nói rồi mà, để giúp người ta làm điều ưu tiên, nhưng mà không phải ưu tiên hàng đầu. Ưu tiên hàng đầu tôi là mẹ của tôi. Là mẹ của tôi cơn tôi nhiều nhất tại thời điểm này. Các anh chị thấy đúng không? Khi mà các anh chị yêu, ba mẹ các anh chị yêu ai nhất? Yêu các anh chị và thực sự là cần nhất, là họ cần các anh chị. Và họ hỏi, và hỏi, và nếu các anh chị có thể là đưa những cái điều đó và chị phải đi làm hay không? Các anh chị chọn như thế nào? Tôi sẵn sàng trao hết tất cả mọi thứ cho gia đình, ba mẹ của tôi hơn là tôi đi làm. Thời gian quan trọng nhất của tôi là thời điểm hiện tại bây giờ, là những thời gian quan trọng nhất, đúng không? Nếu có chuyện không phải người thứ năm thì làm sao chị làm được điều đó? Cho nên mỗi sáng tôi ngủ dậy, tôi hỏi mẹ, mẹ muốn làm điều gì hôm nay? Ok, làm đi, mỗi ngày đúng không? Tôi hỏi mẹ của tôi, mẹ tôi nói là Philip, tôi muốn đi ăn. Mẹ muốn đi ăn. Ok, vậy thôi, hai mẹ con đi ăn nha, đi ăn hoài luôn á. Anh chị biết sao không? Khi mà tôi đi ăn buffet đó, mẹ tôi đã ăn buffet đó. Ồ, bà ta ăn được 5 dĩa luôn á. 5 dĩa bự to vậy nè. Trời, ung thư số 4 sao ăn dữ vậy? Tại sao ngon miệng vậy? Bây giờ bà ta hạnh phúc. Tôi ăn được 2 dĩa thôi là hết rồi. Nhẹ nhàng. Họ nghĩ tôi bệnh. Tôi hỏi mẹ tôi là mẹ, mẹ muốn làm gì nè? Ờ, mẹ muốn đi nhảy nha. Và tôi dắt mẹ tôi nhảy 3 tuần, 3 lần mỗi tuần. Ừ, đi tới ballroom luôn, trong club luôn. Mẹ tôi luôn luôn là người đầu tiên nhảy trong cái sàn nhảy đó. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Có chị thấy được hạnh phúc của mẹ tôi hay không? Và đó là những điều đẹp nhất mà tôi có được. Mẹ ơi, muốn làm gì? Rồi mẹ muốn đi shopping. Mẹ tôi shopping mỗi ngày đó. Chị biết cái shop đâu không? Shop Forever 21 á. Mà bà ta già nhất trong cái tiệm Forever 21 á. Mỗi ngày. Nếu tôi phải là tiếp 2 năm á, làm sao mỗi ngày tôi dắt mẹ tôi đi được? Mẹ, mẹ muốn làm gì? À, mẹ muốn đi làm tóc. Và mỗi ngày tôi dắt mẹ tôi chở 3 lần mỗi tuần đi làm tóc luôn á. Tôi ngồi kế mẹ của tôi. Và khi mẹ của tôi làm tóc á, tôi ngồi kế bên. Và tôi nhìn mẹ của tôi là, ơi mẹ ơi, mẹ đẹp quá. Mẹ ơi, mẹ muốn làm gì? Bây giờ mẹ muốn ra vườn thưởng thức không khí trong lành. Và tôi dắt mẹ tôi đến khu vườn đẹp nhất ở Vancouver. Không coi hết. Bởi vì sao? Không ai chứ. Bây giờ họ quá bận rộn đi làm rồi. Có tôi, mẹ tôi đó, học tiền đó, nhưng mà họ quá bận rộn đi. Cái vườn đẹp lắm. Tôi yêu dọn $40 thôi. Tôi chưa nói nguyên một năm luôn á. Không ai chơi á. Tôi nói nè, các anh chị không cần thiết phải giàu đâu để có thể một phong cách sống đẹp. Chỉ 40 năm mà quan trọng, $40 một năm thôi mà quan trọng gì, có thời gian không? Tôi vào đó mỗi ngày trong khu vườn đó. Vậy đó. Và tôi dắt mẹ tôi đi giao lưu. Và tôi dắt mẹ tôi đến New Skin. Tôi kết nối cộng đồng. Thì đó là cuộc đời, cuộc sống. Và tôi có thể ngủ với mẹ của tôi, cho mẹ tôi thấy an toàn hơn. Bởi vì tôi người tiếp thứ năm. Nếu tôi không thể làm được điều đó, tôi không hạnh phúc đâu. Tôi cảm thấy rất là buồn. Tôi nói nè, mua xe không có mắc đâu. Mua nhà không khó đâu. Đi du lịch không có khó đâu. Nhưng mà dành thời gian cho những người yêu của anh chị thì rất là khó, chưa khiến anh chị là người tiếp thứ năm. Đó là mẹ của tôi.
Hai năm vừa rồi thì mỗi ngày với mẹ của tôi, và hai năm vừa rồi thì mẹ tôi lên thiên đàng. Đúng không? Ai cũng phải đi đúng không? Tôi cũng vậy thôi. Nhưng mà làm sao chúng ta sống cuộc sống của mình, kiếm được nhiều tiền. Mình thật sự là mình bỏ rất là nhiều, mình phải hy sinh rất là nhiều vì họ không biết về tôi, cái gì không sự lựa chọn. Nhìn vào cái tai họa của thế giới bây giờ đi. Nhưng mà chúng ta có thu nhập đòn bẩy thì sao? Kinh doanh toàn cầu thì sao? Chúng ta có thể là làm mọi thứ tuyệt vời không? Tôi muốn nói với chị nghe. Ôi thương, nói là online mạnh hơn offline. Online thì rất là mạnh hơn offline, bởi vì nó hiệu quả hơn, nó ít chi phí hơn. Cái chị cho mọi người gặp nhau dễ hơn, đó chính là online business. Chúng ta để những người đúng cho nhau, chứ không cần tất cả mọi người, buông bỏ những người đúng thôi, phải tìm những người cách thôi. Nhưng mà chúng ta có một cách, và điều tuyệt vời, Nuskin cho chúng ta xây dựng một kinh doanh toàn cầu trên online. Và cái gì thấy là kinh doanh đó chưa? Nếu mà các chị có thể là làm kinh doanh offline đó, các chị phải đi bay tới bay luôn. Bây giờ mọi người không có được gặp nhau nữa về cái căn bệnh COVID. Mười tới 15% những người trên thế giới kinh doanh của họ bị ảnh hưởng, bởi vì họ không nào gặp được khách hàng. 10-15% người trên thế giới đó, vậy những người đó làm cái gì bây giờ? Làm online thôi. Các người không thể tương tác với con người. Chúng ta có những cái khoảng cách về giới hạn về vật lý, nhưng mà không phải về social networking á. Nếu chúng ta có social đó thì mọi người cần social. Social thì về mạng xã hội thì sao? Chúng ta thì bây giờ chúng đó chính là mạng social. Chúng ta phải kết nối khắp nơi thế giới, nói chuyện của bạn mình đi, bạn của họ, bạn của chị cần cái cơ hội này, cần làm việc chung với anh chị. Và bây giờ mấy giờ rồi? Để tôi coi giờ xem. Wow, 60 phút luôn. Tôi chia sẻ với anh chị về năm tiếp người rồi, rồi nói về cái câu chuyện cá nhân của tôi rồi. Anh Dean muốn tôi nói thêm nữa không? Hay là vậy được rồi. À, anh có thể nói tôi nghe được không? Dean Nguyên ơi. Dean Nguyên. Chú Dean ơi, chú Dean ơi, mở mic lên chú Dean ơi, Khánh ơi. Ok, rồi. Vậy công ty chúng ta tuyệt vời thế nào? Công ty chúng tôi tuyệt vời như thế nào? New Skin có một giải pháp qua khoa học có thể giúp chúng ta trẻ hơn và chống lại sự lão hóa. Không có đùa nha. Chúng tôi có những cái công nghệ. Nhìn vào cái thị trường New York đi, chứng khoán đi, từ năm 96 và doanh thu trung bình là 2-3 tỷ đô mỗi năm. Và hơn 36 năm cái công việc này đã mở cửa rồi, và hơn 20 năm gần đây họ đã hơn 50 tỷ đô tiền cái doanh thu rồi. Những cái sản phẩm chăm sóc bên trong và bên ngoài. Bao nhiêu sản phẩm đã bán được để có được 50 tỷ vô doanh số vậy? Các chị có lo về công ty không? Các chị phải sao? Hơn 50 năm quốc gia. Và có mặt trên thị trường chứng khoán. Và độ bảo đảm tài chính là 5A1. Khắp nơi thế giới, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc. Các chị còn nghĩ gì nữa không? Còn lo gì nữa, công ty này con hơi nghĩ qua bên đi, công ty quá uy tín rồi. Công ty đã đào tạo hơn 1.000 người trở thành một người triệu phú, chị kiểm tra kìa. Các anh chị còn có thể là người kế tiếp.
vậy? Bởi vì họ có một công nghệ. Những thực phẩm, dược phẩm thiên nhiên ở bên ngoài. Nhìn tôi nè, nhìn tôi nè. Tôi dùng sản phẩm dùng 28 năm đó. Nhìn hình bên tay trái tôi coi. Đoán của tôi nhiêu tuổi? Từ việc đầu tiên tôi là 91 á. Năm 86 đó, là công việc kinh doanh đầu tiên á. Đoán đi. Tôi không có nhuộm tóc tôi nha. Tóc thiệt đó. Không nhuộm tóc đó. Đoán của tôi nhiêu tuổi? Tôi nói nhà làm tóc của tôi, cái người làm tóc của tôi nói là tôi tóc như anh nhiêu tuổi vậy? Tôi sẽ trở nên 60 tuổi trong năm sau. Và tôi hỏi với người làm tóc của tôi, họ nhìn hơn 40 năm làm tóc rồi. Họ cắt tóc nhiều lắm trong cuộc đời của anh ta. Nên tôi hỏi anh ta, vậy tóc tôi nhiêu tuổi? Anh ta nói rằng tóc của anh thường thường 35 tuổi à. Anh ta nói tôi vậy á. Tôi hỏi câu thứ hai, bao nhiêu người 60 tuổi có tóc 35 tuổi? Anh ta trả lời là ít hơn 5 người so với 1.000 người. Tỷ lệ là 5 phần ngàn. Các chị thấy có sợ chưa? Nhưng mà Nu Skin có một cái sản phẩm cho chị được trẻ hơn. Nhìn vào da của tôi đi. Thật là khó nhìn điểm nếp nhăn trên da của tôi đúng không? Căng và chắc. Có không nào nó là tuổi của tôi hết. Nếu chị dùng phẫu thuật thẩm mỹ bỏ tóc giả lên thì cũng trẻ thôi. Nhưng mà cái gì đâu có năng lượng đâu. Các chị có năng lượng này không? Để nói là 6 tới 8 tiếng không ngừng nghỉ không? Đó chính là cái năng lượng của anh chị. Đó là sự trẻ trung của anh chị. Like bắt là R2 Watch Band. Tôi lấy nó mỗi ngày. Tôi uống mỗi ngày, tôi dùng mỗi ngày. Không gì miễn phí đâu các anh chị. Để trẻ đó thì các anh chị phải bỏ nỗ lực trong đó. Nếu không chúng ta già đó. Nói tất cả mọi người có gì, nếu các chị không muốn già đó, thì thôi, họ không muốn già thôi. Chúng ta chỉ tìm những người nào muốn trẻ, chúng ta giúp những người muốn khỏe, chúng ta giúp những người trở thành những người tiếp năm. Chúng ta không thay đổi người khác, chúng ta chỉ tìm đúng người thôi. Vậy đó. Đó là cái sức mạnh của Nu Skin. Bao nhiêu người thế giới muốn trẻ nhưng mà họ không có giải pháp. Bao nhiêu người muốn chỉ khỏe, họ không có giải pháp. Bao nhiêu người? 5%, 10%, 20% hay 50%? Và tôi nói rằng một điều đó căn bản thôi. Rất là nhiều người muốn trẻ mà khỏe và ngăn ngừa sự lão hóa đó. Nếu vậy chỉ có 1%. Một 1% của 5 tỷ dân số là bao nhiêu người? Hơn 50 triệu dân số trên thế giới họ muốn trẻ mà khỏe. Nếu 1% thì sao? Nếu 1% thì sao? Vậy sao? Hơn 50 triệu người họ muốn trẻ khỏe mà không giải pháp. Nhưng mà cái gì có cái giải pháp đó? Vậy cái vấn đề là làm thế nào để mà cho họ thấy được các anh chị có giải pháp? Thì đó là cái câu hỏi đặt ra. Chúng ta cần phải đợi, phải trả lời đó. Nu Skin bây giờ có hơn 1 triệu khách hàng khắp nơi trên thế giới rồi. Chỉ là hơn 50 cái nhận quyền hệ thống. Chị muốn nó sao không được đó. Đa phần người châu Á, 50.000 nhà phân phối người châu Á mà tạo nên 1 triệu người khách hàng trên thế giới, 1% dân số thế giới. Họ muốn trẻ nhưng mà bây giờ cái chữ 50 triệu người bên ngoài kia họ đang đợi chờ các chị đó. Làm thế nào mà họ có thể là chạm được đến họ online đó? Online để các chị có thể chạm đến 50 triệu người khắp nơi trên thế giới ngoài kia. Ta hãy làm online mà chứ cái quan trọng của chị không biết làm như thế nào thôi.
Nhưng mà các chị phải biết được cách. Chị chỉ làm thôi. Như Alibaba kìa. Một ngày. Chỉ một ngày thôi. Một ngày ông ta có thể vô 10 tỷ đô la. Jack Ma. Jack Ma không có sở hữu bất kỳ sản phẩm nào hết mà một ngày họ có thể bán được 10 tỷ đô doanh số. Các anh chị có thấy là làm cái kinh doanh thế giới qua online nó kinh khủng thế nào chưa? Bây giờ chúng ta có sản phẩm rồi. Bây giờ chúng ta có những cái Zoom, phần mềm Zoom. Chúng ta có những cái hệ thống online. Và chúng ta có những người lãnh đạo rất là tuyệt. Chúng ta có cách. Người ta hỏi tôi, Philip, anh đang làm kinh doanh gì đó? Thật sự có người ta không có kiên nhẫn mà cái chị phải trả lời rất là nhanh, rất là bé. Nếu chị không muốn tôi nói nhiều quá. Tôi phân phối sản phẩm nhượng quyền. Tôi phân phối sản phẩm chống lão hóa nhượng quyền. Thương hiệu. Mọi người cứ hỏi tôi là hãy nói về kinh doanh của anh đi. Tôi nói về cái mô hình kinh doanh nhân rộng. Đó chính là câu hỏi thôi. Nếu cái gì không muốn tôi nói nhiều quá, tôi nói như vậy thôi. Một cái nhượng quyền về franchise, nhượng quyền thương hiệu, nếu họ không muốn hỏi, họ không hiểu nữa, thì tôi hỏi rằng tôi nói về cái chương trình nhượng quyền. Tôi xây dựng những đơn vị nhượng quyền và tôi nhân rộng cái thương hiệu nhượng quyền. Thật sự là họ nhìn thấy cái gì đó, mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Cái suy nghĩ của anh chị sao hành động. Nếu như vào đây thì bán sản phẩm như thế, vào đây bán sản phẩm, nhưng mà cái chuyện chỉ bán sản phẩm thôi. Tôi vào đây để xây dựng một cái hệ thống nhượng quyền và sao chép. Sau đó là tôi đi khắp nền thế giới để mà giúp họ có thể là xây dựng 100 cái hệ thống nhượng quyền từ 2 tới 3 năm. Không phải 40 năm nha. Tôi muốn các chị một cái cuộc đời mà chị mong muốn. Nhưng mà nếu chị gần không làm nu skin nữa, thì với các chị không làm nu skin, tôi thích làm nu skin. Nhưng mà sự lựa chọn tôi không làm nữa. Tôi là hướng dẫn cho họ có thể là xây dựng 100 hệ thống nhượng quyền trong vòng 1 năm, 100 trong vòng 3, tại sao 100? Bởi vì có 100 hệ thống nhượng quyền thì có anh chị một cuộc sống rất là tuyệt vời. Bởi vì các chị có sự tự do. Các chị cần 100 cái thương hiệu nhượng quyền ở franchise tại công việc này. Mỗi franchise thì có 20 cái khách hàng trung thành. Các chị sẽ có 2.000 khách hàng trung thành. Không có tệ đúng không? Và công ty trả cho chị 5% trên cái tổng số doanh thu của chị từ 100 cái thương hiệu nhượng quyền đó. Thì chị nhân một số tiền ấy, cũng ổn đúng không? Nếu vậy 1.000 đơn vị nhượng quyền sao? 5.000 đơn vị nhượng quyền thì sao? Tốt, thêm 5.000 thương hiệu nhượng quyền. Nhưng mà đó là thêm thôi. Thường thường là từ 100 đến 1.000. Nhưng mà nếu quý vị không có không sao hết. Các chị có sự tự do của đợi gì rồi. Nếu chị muốn chiếc xe Bugatti thì chị mà cần 1.000 quen cha đơn vị đó. Mà tôi không biết hầu hết các chị đâu cần chiếc Bugatti đâu. Bây giờ tôi muốn mua một chiếc máy bay cá nhân thì sao? Các chị cần 5.000 đơn vị nhượng quyền. Các chị mua một cái chiếc máy bay phi cơ. Nhưng mà ai cũng không cần, nếu chị muốn thì chị cứ mua đi. Nếu vậy là từ 100 lên cái 5.000 là một cái đợt phải. Nhưng mà số 100 á, thì chị phải cáo càng sớm càng tốt. Những khoản kia là một cái thời gian thôi. Nên từ 1 tới 3 năm thì chị phải có 100 đơn vị nhân quyền. Tôi nói rất là rõ ràng. 3 điều thôi. Điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba. Chị về hưu. Và tôi nói bạn của tôi rằng điều 1, điều 2 tôi làm điều đó sẽ xảy ra đối với tôi.
Tôi nói về tâm kiếp người. Có ba bước thôi. Hai điều đầu tiên tôi làm biết anh chị. Họ sẽ làm việc với tôi đúng không? Nếu họ sẵn sàng muốn thay đổi. Nếu họ tin những điều tôi nói. Các chị có tưởng tượng được không? Đây là có 3 bước cho hành toàn thứ 5. Bước 1, bước 2. Tôi giúp anh chị làm điều đó. Nhưng mà bước thứ 3. Các anh chị phải làm bước thứ 3. Mà cách học từ tôi, từ bước 1 và bước thứ 2. Năm đầu tiên các chị phải học với tôi để học làm cách 1, cách 2 như thế nào. 20 khách hàng đầu tiên của chị như thế nào, và là 20 và 4 cái đơn vị mới của chị quyền như thế nào, là các chị học từ tôi trong một năm. Tôi sẽ hướng dẫn các chị làm điều đó. Và tôi phải tin vào bản thân tôi làm việc siêng năng. Tôi sẵn sàng hỗ trợ các anh chị. Và bạn của tôi hiểu được mà, cảm nhận được mà, đúng không? Khi nào các anh chị có một cái nhiệm vụ có và một cái sự hiệu quả, một cái tầm nhìn, một cái vision, một tầm nhìn, các anh chị phải hỏi các anh chị, phải có một cái tầm nhìn đó hay không? Tôi có tầm nhìn, có 3 bước thôi. Các anh chị sẽ trở thành một người tiếp thứ 5 trong vòng 2 tới 3 năm. Tôi có một cái tầm nhìn đó. Tại sao các chị làm việc với tôi? Các anh chị có thể là trở thành người tiếp 5. Tôi sẽ không có nói chia về công việc thôi. Bạn tôi nói các chị có thể là làm việc với tôi trở thành một tiếp năm. Anh chị mới có một cái tầm nhìn. Điều thứ hai. Những người mới chia sẻ chưa chắc họ tin các anh chị. Cái sự tin tưởng rất là quan trọng cuộc đời này. Cái sự tin tưởng. Làm thế nào mà chúng ta có sự tin tưởng? Làm thế nào tôi có sự tin tưởng từ người khác? Làm thế nào tôi có sự tin tưởng từ người khác? Tôi muốn, tôi tin và tôi giúp đỡ. Để có sự tin tưởng người khác. Tôi chia sẻ một cái chốt, nhưng mà tôi rất là ghét là chốt. Tôi không thích chốt. Tôi chỉ muốn thu hút những người khác đến với tôi giúp đỡ họ thôi. Tôi muốn giúp đỡ. Tôi không thuyết phục người ta. Tôi không thuyết phục người khác, tôi không thay đổi người khác. Tôi chia sẻ tầm nhìn với những người mà tin tưởng tôi thôi. Và hỏi nếu mà họ muốn thay đổi. Cái tầm nhìn của tôi là làm thế nào mà các anh chị làm với tôi sẽ thành một người tiếp năm, bởi vì cái sự tin tưởng. Tìm những người nào tin tôi. Khi các anh chị muốn, các anh chị tin tưởng, các anh chị giúp đỡ, thì họ sẽ tin các anh chị. Tôi tin là tôi thành người tiếp năm. Tôi muốn giúp đỡ những người thành tiếp năm. Khi mà chị luôn luôn có cảm nhận như vậy thì anh chị sẽ được một cái sự niềm tin tưởng. Còn những người gặp các anh chị, họ sẽ tin tưởng các anh chị. Tôi muốn, tôi tin tưởng và tôi giúp đỡ. Khi mà người ta tin những điều các chị nói và các chị có thể chia sẻ tầm nhìn của các anh chị, chuyện gì xảy ra? Nếu họ muốn thay đổi, họ sẽ đi liền với anh chị, đồng hành với các anh chị. Tưởng tượng được rằng nếu mà họ sẵn sàng thay đổi thì họ sẵn sàng đi với các anh chị. Nếu họ không muốn thay đổi thì không có gì xảy ra đâu. Không phải vào họ đâu, đó là quan trọng các anh chị đó. Các anh chị quan trọng là cái tầm nhìn của anh chị, quan trọng là niềm tin của anh chị. Và đặc biệt là họ có sẵn sàng thay đổi hay không. Tin tưởng, tầm nhìn và thay đổi
họ đi chung với nhau là cưới nhau rồi, giống như là người vợ và người chồng cưới với nhau đó, họ phải cưới nhau. Nó không phải là một cái trường hợp ngẫu nhiên. Chứ không có chơi cái vụ ngẫu nhiên đâu. Chứ không có chơi hên xui đâu. Nó phải xảy ra. Bởi vì chúng ta có tầm nhìn. Chúng ta những người đáng tin cậy. Tôi muốn, tôi tin tưởng và tôi giúp. Khi mà các chị tin các anh chị có thể giúp được những người xung quanh thì họ sẽ tin tưởng các anh chị. Quan trọng chị tin vào bản thân của mình có thể giúp được họ hay không. Nên chị tin, các anh chị tin được rằng chị có thể làm được và chị giúp đỡ và thay đổi được. Và đây họ tin các anh chị. Khi mà họ tin các anh chị được, họ sẽ bắt đầu tin tưởng anh chị. Khi mà họ tin tưởng các chị rồi, chị nói yes thì họ sẽ yes, chị nói no, họ nói no. Chị thấy nhanh không? Các chị không cần nói nhiều. Khi mà cái sự tin tưởng lẫn nhau rồi á, khi mà không có cái sự tin tưởng, chị nói càng ngày không ai tin các chị đâu. Đó là cái sức mạnh của niềm tin, đó là sức mạnh của các anh chị. Tôi muốn, tôi tin tưởng và tôi giúp đỡ. Tôi không có thể giúp những người không muốn giúp. Bởi vì chúng ta dành thời gian cho những người sai thì đó làm sao chúng ta đi không được nhanh. Chúng ta muốn đi nhanh, tìm những người đúng và chia sẻ. Chúng ta muốn nhanh đúng không? Khi mà cái niềm tin ngay đây, chị thấy nó hợp lý không? Giống như là anh của tôi nói tôi làm blue skin không? Kêu yeah, bởi vì tôi tin người anh của tôi. Nhưng mà họ không tin cái chị, họ hay hỏi lắm. Tại sao? Tại sao? Hỏi cả tháng cả trời luôn á. Bởi vì họ không tin cái anh chị. Tin tưởng nó mạnh mẽ lắm. Tôi muốn, tôi tin tưởng và tôi giúp đỡ. Các chị tin tưởng rằng các chị thành người tiếp thứ năm không? Các anh chị có sẵn sàng giúp những người khác trở thành tiếp năm không? Cái sự tin tưởng nhau rất quan trọng. Các anh chị có một cái tầm nhìn, các anh chị có cái niềm tin. Khi mà anh chị gặp người khác, tôi gặp 10 người thì có một người muốn thay đổi. 10 người trên thế giới thì có chắc một người muốn thay đổi. Và chị gặp 40 người thì sao? Bởi vì cái chị cần 4 người tin tưởng các anh chị và nhân rộng ra. Các anh chị thấy nó rất là đơn giản không? Các anh chị có 4 người ngồi uống cà phê với anh chị. Làm điều đó đi. Một ngày uống cà phê với nhau. Có những người mà tin tới anh chị. Và sau đó các chị tìm 40 người mà tin tới anh chị. Sau 40 ngày uống cà phê với họ. Thì mấy chị share cái câu chuyện của anh chị, cái tầm nhìn của anh chị. Và anh chị sẽ kiếm được 4 người sẽ làm việc với anh chị. Là hỏi những người đúng. Người đúng là sao? Những người nào muốn thay đổi cuộc đời là những người đúng. Sau 40 ngày, anh chị sẽ có 4 franchise. Như vậy phần còn lại là sao? Nhân rộng ra và tập trung vào cái sự nhân rộng đó. Nhưng mà từ 4 người mà nhân rộng ra thành 16, 16 nhân 4 là bằng 64, đúng không? Tổng cộng lại có một số 100 đầu tiên của anh chị rồi. Tôi chỉ nói về mô hình nhân rộng. Và sau đó nhân lên thành 256. Năm 26 là thành 1094. Và từ 1000 nhân 4 ra thành 4000. 4000 đơn vị nhượng quyền là các chị đã mua một chiếc phi cơ riêng rồi. Một ngàn 149 franchise đến từ sự nhân rộng.
bốn người đầu tiên phải từ các anh chị ngồi cà phê với họ, 40 người, mỗi một cà phê một ngày, chia sẻ câu chuyện, chia sẻ cái tầm nhìn. Tại sao có chị làm với tôi cho thành công? Tầm nhìn ở đây, sự tin tưởng ở đây, thì hãy xem ai muốn thay đổi. Thế chị không muốn ai, nhưng mà không, không hết là một trong 10 người sẽ muốn thay đổi đó. Đó là một cái sự thống kê rồi. Từ 4 người hay là được 5.000 người, nếu mà chị không có một cái sự nhân rộng thì chị sẽ bị dính ra 4 người đầu tiên thôi. Sao như người họ có 4 người, sao có nhiều hơn 5.000? Nằm ở đâu? Nằm ở chỗ có thể sao chép được trong network. Nếu các chị không có sự nhân rộng của 4 người thôi, chị sẽ bị dính ra 4 người. Nếu mà các chị có sự nhân rộng thì sẽ ra 4.000 người, 5.000 người. Cho nên chúng ta có thể làm xây dựng hệ thống là từ online hoặc offline. Đó là cái ưu tiên hàng đầu. Đó là những cái kiến thức nhưng mà nó không có quá phức tạp đâu. Hai điều thôi. Làm thế nào mình có thể kiếm được 4 người đầu tiên? Làm thế nào chúng ta nhân rộng sao chép ra được? 4. Nhân rộng. Philip, tôi làm việc chăm chỉ. Nhưng mà nếu chúng ta không nhân rộng làm sao chúng ta có được con số 400.000 đó? Chị làm việc siêng năng hơn. Cái chị có thêm 1 người là chỉ có 5 người. Chị làm siêng hơn nữa, một franchise nữa chỉ có 6 người. Cái chị làm siêng năng nữa thì chị có 7 cái thương hiệu nhượng quyền. Thế làm sao có chỉ có được 5.000? Không đời nào. Mà các anh chị lại không hiểu được kinh doanh network. Bởi vì cái hệ thống của anh chị phát triển ở team của anh chị ra sao chép cái gì các anh chị làm. Có khi mà các anh chị ngủ thì hệ thống chị vẫn phát triển và nhân rộng ra khắp nơi thế giới. Đó là cái sự đẹp của cái kinh doanh này. Khi mà kinh doanh đòn bẩy, các anh chị không có một cái sự đòn bẩy, những gì các chị làm không nhân rộng ra được đó, thì các anh chị không có. Các anh chị nếu chị muốn làm siêng năng á, chị ra ngoài chị làm việc đi. Sự khác biệt trong network marketing nghĩa là các anh chị có một sự nhân rộng. Vậy các chị hỏi mình, những việc mình làm có nhân rộng được hay không? Tôi có những cái điều đi nhanh về cái chân lý của tốc độ. Làm sao ta đi nhanh được? Làm sao tốc độ trong cái thành tập tiếp năm được? Thứ nhất, đúng người. Các anh chị phải kiếm 4 người đúng. Những người sai họ không nào nhân động được. Những người đúng, người đúng người như thế nào? Sẵn sàng muốn thay đổi, siêng năng, khiêm tốn. Nếu mà tôi chọn những người đó, tôi chọn 4 người sẵn sàng muốn thay đổi, siêng năng và khiêm nhường, là tôi nói với người nè, tôi không có quan trọng về cái nền tảng giáo dục, tôi không có quan trọng về nền tảng giáo dục, tôi không quan trọng họ nói tiếng này, tôi chỉ cần những người có 3 điều đó: muốn thay đổi, muốn khiêm tốn và làm việc siêng năng. Những người mà sai ấy, không có được đâu. Đó là cái sự tốc độ thành công đến từ những cái người đúng. Điều thứ hai, tốc độ của sự thành công đến từ cái sự nhân rộng. Đúng rồi. 4 mà 16 khi mà chị ngủ, 16 thành 64 khi mà chị ngủ. Tốc độ nếu mà chị không có cái nỗ lực đi nhanh, hiểu đi nhanh. Tốc độ là các anh chị làm sao dựa vào cái sự nhân rộng, sự nhân đến từ đúng người, có sự thành công, tốc độ sự thành công và đến từ sự phép tính nhân. Và cuối cùng mà đến từ cái sự tin tưởng
tốc độ sự thành công có thể nhanh như là tốc độ của niềm tin. Tốc độ của niềm tin có thể là làm tăng tốc cả một đội nhóm của chị. Tôi muốn, tôi tin tưởng, tôi giúp đỡ. Và các anh chị có niềm tin từ người khác. Chị nói yes, họ nói yes. Không ngừng một giây, ta tin tưởng. Các anh chị nói yes. Có ai nói yes á, đúng không? Các anh chị nói yes, 100 người nói yes á. Các anh chị nói yes, 1000 người nói yes á. Có nghĩa là sức mạnh của niềm tin. Khi mà chị nói yes, có 10.000 người nói yes trong một giây đó, nó chính là niềm tin. Khi các chị nói Lumis Bar dùng mỗi ngày trong 2 phút và da của tôi nhìn sạch sẽ, đẹp, và 10.000 người, 10 những sản phẩm đó, đó chính là niềm tin. Trong vòng 1 giây, 100.000 sản phẩm Lumis Spa. Và cái doanh thu của anh chị lên tới 1 triệu đô bởi sức mạnh của niềm tin. Các anh chị không có nào mà kiếm triệu đô từ việc bán Lumis Spa đâu. Các anh chị xây dựng cái niềm tin ở trong hệ thống của anh chị. Chứ các anh chị không có bán Lumis Spa. Tôi không nói chị bán sai, nhưng mà nói về cái tốc độ của sự thành công, nói về sự tin tưởng. Thì đúng người nó mới nhanh thôi. Thì đúng người thì họ mới nỗ lực. Đúng người họ không có bỏ cuộc. Đúng người họ có ước mơ. Đúng người họ đeo đuổi ước mơ của họ. Đúng người thì họ luôn luôn đi tới. Họ muốn sản phẩm này thành công nhanh giống như các anh chị. Thì các chị có được câu chuyện này thông qua cái sự nhân rộng. 16 người không cần các chị. 64 nhanh. 64 thì 256 nhanh. Đúng không? Đó chính là sức mạnh sự nhân rộng. Sự tin tưởng. Tin tưởng bằng nhanh. Tức hơn 1 giây. Bỏ mọi thứ lại với nhau sẽ giúp các anh chị đạt được cái sự thành công cả đời từ 1 tới 3 năm. Cảm ơn các anh chị và cảm ơn tất cả chị em đã cho tôi đây chia sẻ câu chuyện của mình. Và tôi trả lại cho Đinh Nguyễn đây. Thank you Philip. I think that. Cảm ơn Philip. I think that we have some people say that they listen to you. Có là những câu chuyện của anh nghe hay quá. Họ muốn nói cảm ơn rất là nhiều. Đúng không? Yeah, we have people who say that the có rất là nhiều người but they still enjoy. They really thích câu chuyện của anh lắm. Oh yeah, this is excellent translation. Did it? Yeah. Có người thông dịch ở đây. Các chị có hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi cho tôi nha. Tôi anh chị nào có câu hỏi gì cứ đánh vào cái phần chat ở phía dưới nha. I think from the beginning they all curious about how young you are, but they already know. Lúc đầu là họ rất tò mò về số tuổi của anh. Nhưng mà bây giờ ai cũng biết tuổi của anh rồi. Thật sự sản phẩm Skin quá tuyệt vời luôn. So các anh chị giơ, các anh chị có thể là mở camera ra để số 5 đây các chị. Để chụp cái hình ngay. Mở camera, cầm camera để số 5 bên đây. Camera ra. Ok, giơ 5 tay. Okay, good. Giơ số 5 lên nha. Giơ số 5 lên nha. Giơ tay deep. Deep. Dinh nữa. Rồi. Bây giờ mấy anh em mình gặp nhau là biết giơ tay thì sao rồi đó đó mà. Tại buổi này đừng có bắt tay là được rồi, cứ giơ số 5 lên là được ha. Là hiểu rồi. Nhắc mọi người high five. High five. Okay, let's.
Ok rồi. Ok, thank you Tin and Quyên. Hey, thank you Philip, and I just want to introduce the next speaker. Next one will be Margaret Sun. Rồi, tôi sẽ nói người kế tiếp sẽ là Margaret Sun. Sẽ là người kế tiếp trong chương trình chúng ta. Đây là người kế tiếp là người Hàn Quốc Margaret Sun. Năm sẽ là bà Margaret Sun và ông chồng là Patrick Sun. Đây là một cặp vợ chồng mà đang ở Washington đó, thì đây là một người thi Mỹ-Lít 20 triệu đô, và đồng thời ở dưới cặp vợ chồng này nó có gần 500 thi Mỹ-Lít khác. Thật ra đây là hai người mà có câu chuyện rất hay mà gì. Đây được gọi là huyền thoại của châu Á đó, không phải của Đông Nam Á mà của nguyên cả cái châu Á mà vậy ha. Thành ra mình sẽ mời cặp vợ chồng này và thêm một cặp vợ chồng khác, và cái người mà thừa kế của ba mẹ đó, tại vì mình chỉ biết cái kinh doanh mà thừa kế lại được, thì mà có một cái cặp vợ chồng khác cùng một buổi đó, để sẽ chia sẻ cùng một buổi với lại bà Margaret này. Đây là một cái cặp vợ chồng mà hai vợ chồng mình rất ngưỡng mộ, và đồng thời cái câu chuyện rất hay. Thành ra mong là hôm nay mấy anh chị đạt được một cái lấy được một cái tinh túy nhất qua cái câu chuyện của Philip Trang mấy vậy ha. Và đồng thời chắc không biết là Khánh có thể mở cái unmute mọi người được không, để mọi người có thể nói là chào Philip Trang chút xíu ha. Mọi người có thể nói cùng một lần cũng được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.